Xin chào tất cả mọi người. Chúng ta sẽ cùng đợi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào cả nhà. Hello everyone. Hello Dr. Cindy. Hi. Cindy là đại diện của Indonesia đến với Miss International. Hello Cindy. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Phương Anh đã trải qua một ngày đầu tiên, cũng không hẳn là ngày đầu tiên cho lắm, nhưng mà ngày mai mới là bắt đầu cái lịch trình của Hoa hậu quốc tế. Ngày hôm nay thì mình chỉ đang làm đi làm quen với tất cả các bạn thí sinh mà thôi. Đúng giờ ông chị Ngọc. Xin chào mọi người, sao lại phải chạy phim tóc về chị đang tranh thủ thời gian. Hiện tại thì đang là 9 giờ tối ở bên Nhật Bản. Hồi nãy Phương Anh đã đi ra ngoài để mình ăn tối cùng với lại các bạn của mình, cùng với lại chaperone. Và bây giờ thì Phương Anh sẽ quay trở về phòng. Hiện tại thì mình đang chuẩn bị sửa soạn đồ cho ngày mai. Thì ngày mai buổi sáng là Phương Anh sẽ có một cái orientation và mình sẽ được nghe những cái thông tin về cuộc thi đến từ ban tổ chức. Và sau đó là mình sẽ có một cái trip đến với đại ý, giống như là một cái văn phòng ngoại giao, nơi mà sẽ diễn ra một cái ceremony, một cái nghi thức của Miss Visit Japan. Thì đây nó là một cái hoạt động, tức là ngày mai mình đến xong rồi tất cả mọi người sẽ nhận được một cái certificate, là một cái bằng chứng nhận mình là người đại ý, giống như là một cái cầu nối giữa văn hóa của nước mà mình đại diện cộng với lại đất nước Nhật. Thì Phương Anh thấy đây là một cái hoạt động rất là bổ ích và thú vị, và cũng như là ngày mai sẽ là ngày đầu tiên khởi động của cuộc thi, thì tất cả các bạn, tất cả các chị em sẽ cùng gặp nhau, cho nên rằng là cũng sẽ mai cũng sẽ rất là vui đó. Năm nay thì có tới 67-68 đại diện, nên là Phương Anh cũng đang rất là tò mò, không biết rằng là không khí của ngày mai sẽ như thế nào ở sảnh lobby của khách sạn, không biết có đông lắm không ha. I bet you're translating English to Vietnamese. Đúng thiệt nha mọi người. Ý là lúc mà mình ở Việt Nam á, cái mình cũng đang thắc mắc là chết rồi, không biết mình qua Nhật lúc mà mình tham gia cuộc thi á thì cái tiếng Anh của mình nó sẽ ra sao. Tại vì lâu ngày cũng không xài, cái hôm nay qua rồi thì thấy cũng không đến nỗi. Xong rồi bây giờ á, là mình bắt đầu mình quen với cái việc á là phản xạ bằng tiếng Anh, cái xong bây giờ mình chuyển qua lại thành tiếng Việt á thì nó, ý là nó, tức là đầu mình không có nhảy số nhanh như vậy được á, mình sẽ phải, mình đang thích nghi với thứ tiếng Anh rồi, cái giờ mình nói qua tiếng Việt thì nó sẽ hơi ngược một xíu. Bật mí outfit ngày mai. Outfit của ngày mai thì sẽ là một đầm cocktail màu trắng, tại vì dress code của ngày mai sẽ là đầm cocktail màu trắng, thì tất cả mọi người sẽ đến một cái văn phòng của chính phủ. Và nó là một nghi thức khá là quan trọng, khá là nghiêm, khá là quan trọng. Và sau đó thì mọi người sẽ đi ăn sushi. Xong rồi có một số bạn có hỏi rằng là có thể thay đồ được không. Thực ra Phương Anh thì cũng đã bàn với anh stylist là mình cũng muốn được thay đồ để mà có thể cho mọi người xem nhiều outfit của mình. Nhưng mà bên ban tổ chức nói là không cần thiết, và thực ra là họ không cho luôn, tại vì họ mọi người nói là sẽ sợ mất thời gian và vân vân và vân vân. Cho nên là Phương Anh sẽ mặc đầm cocktail trắng đó để đi ăn sushi luôn. Và ông Stephen thì có nói rằng đó là đã là queen á thì chắc chắn là ăn sushi và ăn nước tương sẽ không bị đổi lên trên váy, cho nên là mình mặc cocktail trắng vẫn không sao cả mọi người. It's a challenge but challenge accepted. Bạn cùng phòng của Phương Anh là chị là Miss International Japan, và chị ấy thì chưa có mặt ở đây. Bây giờ đây là 9 giờ tối rồi, nên thực ra Phương Anh cũng đang thắc mắc là không biết là tại sao chị chưa có ở trong phòng. Nhưng mà Phương Anh nghĩ chắc là chút nữa thôi chị sẽ xuất hiện. Thực ra ban đầu là mình cũng tính livestream chung với lại chị người Nhật luôn, nhưng mà hiện tại thì chưa, nên là chắc là hẹn các bạn trong một dịp sắp tới. Đợt này Phương Anh đi thi Miss International Hoa hậu quốc tế thì team đã tâm tư và tụi mình đã quyết định là làm một cái timeline để livestream với mọi người nhiều hơn, để cho mọi người thấy và cũng như là hiểu thêm thông tin về cuộc thi Hoa hậu quốc tế này. À, sẵn khoe với mọi người, đây là sash Việt Nam. Và hiện tại Phương Anh đang mặc cho mình một chiếc áo dài luôn, để mà livestream với mọi người cho có tinh thần yêu tổ quốc, tinh thần yêu đất nước. Đó, dễ thương không ạ? Một chiếc áo dài đến từ thương hiệu Soul Mode. Như là có cái nào để mình... Ok. Chị có chụp mỗi outfit một bộ ảnh không? Phương Anh cùng với ekip đã chụp một số outfit, nhưng mà đúng là có một số outfit thì lại không có ảnh. Live chung cùng mấy đại diện đang xem đi ạ. That would be great.
Không biết là hello everyone, or is there anyone from Miss International that is watching my live stream? Please let me know so we can live stream together because the Vietnamese fans are dying to get to know you and to get more information from the competition. So is there anyone that is watching my live stream? Please let me know so I can invite you to my live stream so that we can talk together. Or I can go to your room. That would be fun as well. À vâng, và ngày hôm nay thì cũng là ngày mà cổng bình chọn bắt đầu mở trên app, trên ứng dụng Miss International. Thì mong rằng là mọi người sẽ ủng hộ cho Phương Anh cũng như là tất cả các đại diện khác. Và mỗi ngày, thực ra mình cũng chưa rõ cái cách thức mà vote lắm, nhưng mà nãy mình có xem sơ qua thì bản thân mình cũng đã tự vote cho mình. Thì là hồi nãy mình vote thì có một cái free vote, và sau đó thì có một số vote là sẽ phải trả tiền. Thì mong rằng mọi người hãy tải app, tải ứng dụng về cho Phương Anh. Mình có thể tìm cái ứng dụng Miss International trên App Store hoặc là trên Google Play, và mình tải ứng dụng đó về và mình hãy vote cho Phương Anh. Mọi người chỉ cần vote, vote miễn phí thôi, tại vì Phương Anh biết rằng là đa phần các bạn theo dõi Phương Anh cũng đều là học sinh sinh viên, thì các bạn cũng sẽ không có nhiều kinh phí, và bản thân Phương Anh thì cũng chỉ mong rằng là mong các bạn vote cho mình bằng tấm lòng. Thì mong là mọi người vote bằng cái vé vote miễn phí đó là được rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì ngày hôm nay thì Phương Anh cũng đã gặp được rất là nhiều đại diện. Có một số đại diện là đã đi một cái chuyến bay rất là dài, vì ngày hôm nay là mới là ngày họ tới, cho nên rằng là các bạn sẽ vào hẳn trong phòng luôn và cũng sẽ không có đi ăn nhiều. À, và Phương Anh cũng đã biết nhóm của mình. Nhóm của mình là nhóm A. Thì trong nhóm A của mình hồi hồi nãy buổi tối đó, thì mình đi ăn có bạn Belarus, có bạn đến từ Northern Mariana. Mình thú thật với mọi người rằng đó là có một số đất nước mình không biết tên, cho tới khi mình biết là mình là đại diện của Miss International thì mình có cơ hội mình tìm hiểu. Thì đó, mình có Belarus nè, có Northern Mariana, có đại diện từ Cabo Verde, và có Australia, có Phương Anh, Uzbekistan và có Nhật nữa. Sơ sơ hiện tại mình biết là trong nhóm A có khoảng 8 người. Và ngày hôm nay thì mình cũng đã gặp được rất là nhiều bạn, đặc biệt là có chị đến từ Đức. Chị đến từ Đức tên là Jasmine. Chị Jasmine là hồi trước đã thi Miss Globe và Miss Supra National, và đặc biệt là thi Miss Supra National chung năm cùng với lại chị Kim Duyên luôn. Và chị Jasmine có nói là I remember, like, ý là nói mình có một cái túi khá là giống túi của chị Kim Duyên. So like, I remember Kim Duyên also has his bag. And so rồi lúc đầu Phương Anh nghe Phương Anh không hiểu lắm, Phương Anh không nghe rõ được cái tên. Xong rồi bạn đó mới nói là she's from Miss Supranational where we competed for the same year. Xong rồi Phương Anh kiểu dễ thương, ý là kiểu xong rồi bạn cũng kể những cái kinh nghiệm, những cái khoảng thời gian mà bạn đi thi Miss Supranational cùng với chị Kim Duyên, xong rồi cũng có share, cũng có chia sẻ những cái kỷ niệm rất là hay với lại chị ấy. Và bạn cũng có kể rằng là thực ra hồi xưa lúc mà bạn thi Miss Supranational thì nó khá là khó với lại bạn, tại vì nó có rất là nhiều hoạt động. Và Phương Anh khi mà mình theo dõi chị Kim Duyên trong cái quá trình chị đi thi á, mình cũng có cảm nhận được như vậy, rằng đó là ở Miss Supranational đúng là có rất là nhiều hoạt động thiệt. Ok. Xong rồi sau đó thì mình gặp Miss Macau, Dinel. Trời, Dinel rất là dễ thương luôn mọi người, mình rất là quý Dinel. Mình hay chọc Dinel là mình với Dinel là bears to bears á. Xong rồi mình, tại vì mình hay hỏi là, tại vì Dinel thì qua Nhật Bản trước, xong mình hỏi là is it cold here? Xong rồi Dinel nói là cũng tương đối, cái thời điểm á, thì thời điểm hiện tại thì chưa khô nhưng chưa lạnh lắm, nhưng mà mấy ngày tới thì sẽ là lạnh. Xong rồi Phương Anh bảo Phương Anh mới nói là sợ không mang đủ đồ lạnh. Thì chị Dinel mới nói là sorry, chị sẽ mặc đồ ấm. Xong rồi chị sẽ ôm Phương Anh. Xong rồi tụi mình mới nói chọc là tụi mình là những con gấu với nhau, xong ôm nhau nữa là chuyện hơi ấm, rất là dễ thương. Xong rồi có Miss Priscilla from Hawaii. Trời ơi, chị học Priscilla dễ thương lắm. Chị Priscilla có tặng cho mọi người một cái vòng hoa lan, cái đó gọi là flower lay. Và cái đó rất hay, mà hoa lan fresh luôn, là còn mới luôn, ý là thơm và kiểu là hoa lan thiệt có mọi người. Nên là Phương Anh thấy là để mà mang được tất cả những cái vòng hoa đó qua tới Nhật Bản và tặng cho mỗi đại diện một cái vòng hoa lan, cái đó it takes a lot of work, nó là rất là nhiều công sức luôn. Nên thật sự là rất là quý cái cử chỉ của chị rất là dễ thương. Bản thân Phương Anh thì mình có chuẩn bị một cái áo dài
và một phần hạt điều để mà gửi tặng cho chị cùng phòng cùng với mình, cho bạn cùng phòng cùng với mình, nhưng mà hiện tại thì bạn chưa tới nên là mình chưa có dịp được trao. Thực ra là mình cũng mang theo một cho mình một bộ áo dài để mà có gì hai chị em cùng livestream để mà chào với tất cả mọi người, nhưng mà chắc là sẽ hẹn mọi người một dịp tới vậy, trong ngày mai hoặc là ngày mốt chúng ta sẽ cùng nhau livestream với lại bạn cùng phòng của Phương Anh. Sau ngày hôm nay Phương Anh cũng đã gặp được rất là nhiều bạn biết nói tiếng Pháp, đến từ các nước nói tiếng Pháp. Đầu tiên thì chúng ta có Miss France này, là bạn là chị Maya Albert. Xong rồi sau đó thực ra mình không nhớ được rõ, có Mongolia cũng nói tiếng Pháp nữa. Yeah, một số nước giờ tự nhiên hỏi cái tự nhiên mình quên. Xong mình còn nói một chút tiếng Tây Ban Nha nữa mọi người. À xong rồi chị bạn Colombia, bạn Mexico á, chỉ cho mình cách nói là Yuridia. Yuria nói là Mi amor te amor, ý là my love I love you, I love you my love, te amor mi amor. Mi amor là my love, còn te amor là tôi yêu bạn. Nhưng mà cái cách mọi người nói chữ R trong tiếng Tây Ban Nha hay lắm mọi người. Xong rồi cái cách mà bạn Yuridia của Mexico nói á, xong nó rất là sexy. Xong rồi Phương Anh nói giống như một đứa bị cà lăm á, xong kiểu mình phải vận dụng hết công sức của mình để mà mình nói được cái chữ te amor nhưng mà vẫn không ra được. Rất là hay. Cảm ơn mọi người. Bộ áo dài này có chịu tấm ảnh nào chưa? Chưa. Ngày mai Phương Anh cũng nghĩ rằng là mai sẽ lạnh hơn. Mình đang không biết là mình sẽ mặc áo khoác gì. Tại vì ngày mai là mình sẽ mặc một bộ cocktail màu trắng, nó tới đùi hả? Thì chắc là sẽ phải mặc áo khoác dài. Cho nên suy nghĩ mặc gì. Sắp tới Phương Anh cũng sẽ có một buổi được livestream chung với lại chị Dung, cho nên là mọi người hãy cùng đón xem. Phương Anh để cộng rong mắc cười quá. Bây giờ mình sẽ biết mình để cộng rong như vậy. Konnichiwa. Hello. Chị yêu Thịnh tiếng Pháp nói sao ạ? J'aime Thịnh. Hello Thịnh. Đúng rồi đó mọi người, mình sẽ có một series livestream xuyên suốt cuộc thi Miss International. Thì thực ra là mình vẫn muốn được livestream cùng với tất cả các đại diện và livestream ngay tại địa điểm luôn. Thì ví dụ như là Trina chẳng hạn thì đó cũng là một cái buổi livestream Trina thì thực ra rất là ngẫu hứng. Còn thực ra tối nay thì mọi người ai cũng đều ở phòng và mọi người cũng đang rất là mệt và nhiều bạn còn bị jet lag nữa. Cho nên rằng là những cái buổi livestream về sau thì chắc chắn này sẽ có thêm sự xuất hiện của rất là nhiều đại diện và cũng như là ở những cái không khí khác. Nó sẽ không còn là một cái không khí ở cái rèm cửa như này. Hay bây giờ để mình sẽ làm một cái room tour cho mọi người thấy. Nhưng mà room tour thì sẽ phải lấy điện thoại ra một xíu nha. Đấy, em nói room tour cái xong là nó đã rớt cái đèn livestream của tôi. Ok. Phương Anh, đây là phòng của mình. Đó, mình sẽ có hai cái giường đơn. Đây là chỗ mình để hành lý. It's for your, nó khá là ngăn nắp theo ý kiến của mình đó. It's organized already. Mọi người phải hiểu rằng là mình đang có tới 4 cái vali ở trong cái phòng này. Mà mình vẫn có thể xếp gọn như vậy, nó đã khá là gọn lắm rồi. Và Phương Anh để một số vali mình mang là mang tổng cộng tới tận 7 kiện lớn. Nhưng mà những cái vali kia thì Phương Anh để ở lobby. Tại vì đó là những cái vali chỉ sử dụng cho đêm chung kết thôi. Đây là cái bộ áo dài mà mình tặng cho bạn cùng phòng của mình. Đang đợi bạn ấy. Áo dài rất là xinh. Và một cái hộp hạt điều roasted salted cashews rất là ngon. My roommate is Miss International Japan 2022. Đây là chỗ stash, chỗ mình để đồ. Mình có protein bar. Mình có sâm của hai anh Buông Bu tặng cho Phương Anh để mà lấy sức khỏe. Mình có cà phê G7. Cái này của Hải Yến tặng thì phải. Cái này cũng của Hải Yến tặng nè. Hình như là men xích mụn này hay sao á. Đó. Này của Trinh tặng. Xong rồi mình có một cái chỗ để ngồi là chỗ mà mình hay livestream đó nha mọi người. Còn cái kia là cái đống tóc mà Phương Anh đang ngồi uống để cho chuẩn bị cho ngày mai.
mình sẽ uống trước. Còn đây là không gian toilet đó, thì mỗi người sẽ có một cái bàn, thì Phương Anh bàn mình nghĩ là vừa để trang điểm vừa để ấy luôn đó. Ta da, giờ chúng ta sẽ quay trở lại livestream. Bánh tráng ân tặng đâu rồi chị? Chị ăn hết rồi. Chị treo lá cờ đi chị. Thật ra chị đang không biết lá cờ chị để ở đâu, chứ thực ra nãy chị cũng muốn lên treo lá cờ. Khổ thân quá. Thật ra khi mà hôm nay đến là xong rồi mới bắt đầu nói chuyện với lại các chị em với nhau về cái sự chuẩn bị cho Miss International, thì nói thật rằng là mình mới thấy, thứ nhất là mình rất là biết ơn và mình thấy mình privileged, rất rất là privileged luôn. Ý là kiểu như là tại vì mình có ekip và cái môi trường beauty pageant ở Việt Nam nó khá là phát triển, và hiện tại thì đang được nhận rất là nhiều sự chú ý, cho nên là cái điều đó nó giúp cho mình kiểu như là có rất là nhiều thuận lợi trong việc đi thi. Chứ ví dụ như là ở một số bạn, ví dụ bạn Janelle chẳng hạn, là bạn đã phải mua hết tất cả những cái bộ trang phục, tức là những bộ trang phục mà bạn mặc trong những ngày đồng hành và ngay cả evening gown nữa, thì cái đó để mình hỏi lại. Nhưng mà ý là những ngày đồng hành đó là chắc chắn đó là những bộ đồ của bạn, là bạn phải mua và phải tự trả tiền. Trong khi Phương Anh là mình có sự đồng hành của các anh chị nhà thiết kế, nên các anh chị đã cho mình mượn những cái bộ đồ đó để mình mặc đi thi, để có được một cái hình ảnh chỉnh chu nhất. Xong rồi bên cạnh đó là mình cũng có anh nhà thiết kế Lê Long Dũng, anh đã làm cho mình bộ quốc phục đi thi. Tức là mình, nhiệm vụ của mình duy nhất chỉ là có mặc nó lên thôi, trong khi có một số bạn á là sẽ phải tự làm bộ quốc phục của mình luôn. Và nên là Phương Anh thấy thật sự cái đó cũng, nói chung nó rất là khoai, và bản thân mình phải rất là may mắn khi mà có được cái sự đồng hành của nhiều anh chị đến như vậy. Chưa kể đó là ekip sen vàng, cả chị Dung và anh Nam và tất cả anh chị trong team, mọi người đều luôn muốn phụ mình rất là nhiều và đã luôn muốn những cái điều tốt đẹp nhất cho Phương Anh. Và nãy mình nói chuyện với lại một số bạn á, thì mình cũng thấy rằng là không phải giám đốc quốc gia nào cũng được như là chị Dung Anh Nam cả. Thật sự là có một số người ta không có quan tâm đến với thí sinh của mình, không quan tâm đến với đại diện, và thậm chí là còn có một số người kiểu còn lợi dụng cái vị trí giám đốc quốc gia của mình để mà nói chung là nó rất là bi kịch, mình không biết nói sao đâu. Nói chung là những cái điều đó thực sự là mình không muốn nó xảy ra với bất cứ ai, nhưng mà đúng là có những cái sự mặt xấu trong cái giới beauty queen. Và ở Việt Nam mình thì tất nhiên là vẫn có những cái, tất nhiên là ở nơi đâu thì cũng đều có mặt trái và mặt phải, nhưng mà đúng là ở Việt Nam mình thì hiện tại không có mấy những cái trường hợp như vậy, thì đúng là nên là Phương Anh cảm thấy rất là biết ơn. Và đã là một đại diện đi thi, và đặc biệt là ở Việt Nam nữa, thì đều luôn nhận được một cái sự ủng hộ rất là lớn đến từ công chúng và đến từ tất cả mọi người. Cho nên là vì điều đó là Phương Anh sẽ cố gắng lấy điều này làm động lực để giúp cho mình thể hiện tinh thần tốt, và cũng như là có sức khỏe và có một cái năng lượng để mình thể hiện bản thân mình tốt nhất tại những vòng thi tiếp theo của Hoa hậu quốc tế. Nên là một lần nữa mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ Phương Anh và hãy vote cho mình để mình có thể được vào trong top 15 của Hoa hậu quốc tế năm nay. Cảm ơn cả nhà. Thì thời tiết của Nhật Bản mấy ngày nay tương đối khá là mát mẻ. Phương Anh cũng không biết rồi, Phương Anh nghĩ chắc là mấy ngày sau thì nó chắc sẽ lạnh hơn. Nhưng mà mấy ngày nay thực ra nó kiểu nó rất là thoải mái luôn, khá là chill á, nó sẽ kiểu giống như là phiên bản của Đà Lạt. Nhưng mà nó sẽ ná ná giống kiểu của Đà Lạt vậy. Và không, thực ra chắc mình nghĩ sẽ lạnh hơn Đà Lạt một tí xíu, tại vì mình mặc coat, mình mặc áo khoác, áo mông tô các kiểu, nên là vẫn thấy tương đối ấm áp. Nhưng mà bị cái rằng đó là nếu mà đi bộ thì ở Tokyo thì rất là gió, cho nên rằng đó là nếu mà mình để tóc xõa hoặc là để tóc uống á, lỡ mà gió thổi một cái ụt tới xong tóc mình sẽ rối xù lên, cho nên mình cũng đang hơi không biết rằng là mấy ngày tới sẽ ra sao. Cho nên là ngày hôm nay Phương Anh đã chọn cuối nè, tại vì mình nghĩ rằng là ngày hôm nay sẽ di chuyển cũng nhiều, với lại nó cũng sẽ gọn gàng để mà mình gặp gỡ các bạn đại diện hơn. Nhưng mà ngày mai mình sẽ thử một cái layout khác, và sau khi mà mình livestream với tất cả mọi người xong thì mình sẽ cũng như là get ready, mình sẽ skincare để chuẩn bị đi ngủ.
Và cuộc thi thì trao cho Phương Anh một cái sash này. Và cái sash này thì sẽ cuộc thi là sẽ có chuẩn bị hai cái sash. Một cái là dành cho ngày đồng hành và một cái là mọi người sẽ giữ lại cho tới tận đêm chung kết. Và thực ra có một cái này rất là hay, đó là tại mình không có nghĩ tới cái điều này. Nhưng mà hồi nãy gặp mấy bạn á thì mình mới biết. Tức là có một số bạn họ sẽ chuẩn bị một cái pin, một cái kim gài ở đây rất là đặc biệt. Ví dụ như là bạn Jasmine ở Đức á, thì sẽ có một cái pin hình cờ Đức với lại UN, United Nations. Thì Phương Anh thấy cái đó rất là hay. Bản thân mình tại do mình không có, like, mình không bao giờ đeo sash, mình không có bao giờ đeo sash á. Và ngay cả sash ở Việt Nam á, thì nó cũng là một cái miếng, có cái miếng dính đó, mình chỉ ép nó lại thôi. Cho nên là mình không có nghĩ tới cái chuyện này. Nhưng mà thật ra có cũng được, không có cũng được. Nhưng mà cái đó cũng rất là hay ha. À, thậm chí còn có một cái tip này nữa, đúng là vô cuộc rồi mình mới biết. Ví dụ như là việc đeo sash này thì nó sẽ hay xê dịch đúng không, xong nhiều khi nó rớt ra, đặc biệt là trong đêm chung kết thì thường á là mọi người sẽ có một cái băng keo, mọi người dán nó ngay trên này luôn đó, dán nó hẳn ngay trên này luôn nên là khi di chuyển sẽ không bị rớt ra. Thì đúng là có những cái chỉ có những người có kinh nghiệm thì mới biết được. Mọi người có câu hỏi gì thú vị không? Cảm ơn cả nhà, Phương Anh sẽ rất là cố gắng. Ngày mai lịch trình khá là nhẹ nhàng á, Phương Anh nghĩ. Tức là nó vừa nghiêm trọng nhưng mà đồng thời nó cũng khá là nhẹ nhàng. Tại bởi vì tới, Phương Anh đoán chắc đâu đó khoảng 5 giờ chiều là mình sẽ về lại khách sạn. Rồi sau đó là sẽ maybe là giữ lại bộ đồ. À, mình sẽ thay một bộ đồ khác. Rồi mình đi ăn tối cùng với lại chị em. Hello anh Tâm, hello Molly. Hello Molly Queen. Em mém xíu nữa em nói Molly King. Hello Molly Queen. Em đang nghĩ hôm nào nó rảnh mình hãy livestream cùng nhau trên TikTok đi anh Tâm ạ. Layout chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 là layout lúc ở thảm đỏ hay layout tóc búi ta? Ờ à, không, tóc xõa, cả hai cái mình làm tóc xõa, mình quên. Nếu được chọn giữa 1.000 chân gà nướng và 1.000 bịch bánh tráng trộn, chị sẽ chọn khao cái gì? Chị chọn khao cả hai được không ạ? Hôm nay là một cái chất liệu rất là đặc biệt, chị không nghĩ nó sẽ nhan sát được đâu. Và cô Chaperon của Phương Anh đó là một cô đã đồng hành cùng với Miss International từ năm 2003 đó mọi người. Mình thấy nó là wow, hay quá ha. Ý là năm nay là 19 năm. Ý là không phải là 19 năm, tại vì năm 2020-2021 thì lại không tổ chức. Mình đã là một khoảng thời gian rất là dài đồng hành cùng với tổ chức, cho nên là Phương Anh nghĩ cô sẽ biết rất là nhiều thứ. Và cô cũng có kể rằng là những cái năm đầu, khoảng năm 2000 mấy, lúc mà cô tổ chức, lúc mà cô tham gia cùng với ban tổ chức của Miss International, thì khi mà quản lý các bạn thí sinh đó, thì sẽ gặp khó khăn về chuyện ngôn ngữ, tại vì không phải ai cũng nói tiếng Anh. Nhưng mà càng về sau đó, thì các bạn đại diện sẽ biết nói tiếng Anh và nói tiếng Anh tốt hơn. Thì Phương Anh thấy đây cũng là xu hướng chung của giới trẻ hiện tại. Tức là mọi người bây giờ ai cũng gần như là sẽ biết nói được một phần nào đó của tiếng Anh. Và đặc biệt rằng là ở Việt Nam nữa, tức là những ngày qua khi mà mình đi giao lưu cùng với lại các bạn sinh viên trường đại học để tuyển sinh cho Hoa hậu Việt Nam nè, hoặc là mình có gặp gỡ những người em, những người fan, thì mình cũng cảm thấy rằng là các bạn bây giờ nói tiếng Anh rất là dạng. Và mình thấy cũng rất là mừng vì điều đó. Tại vì khi mà chúng ta biết nói được tiếng Anh hoặc là biết nói được thêm nhiều tiếng thì chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội để mà giao tiếp và gặp gỡ với nhiều người hơn. Thì như vậy cơ hội cũng sẽ rộng mở cho mình hơn, và trong chuyện học nè, trong chuyện công việc và trong cả các mối quan hệ cá nhân nữa. Đi gõ cửa từng phòng rủ mọi người livestream đi. Phương Anh nghĩ là bây giờ 9 rưỡi rồi. Ở 9 rưỡi ở bên Nhật là chắc chắn mọi người cũng đang nghỉ ngơi, và thậm chí là có một số bạn đang bị jet lag nữa. Có thể là mình sẽ lưu lại cái ý này và mình sẽ làm điều đó chắc khoảng một tuần sau chẳng hạn, đặc biệt là những cái ngày đồng hành cuối cùng á, thì lúc đó ai chắc cũng sẽ có rất là nhiều cảm xúc và sẽ rất là nóng lòng được chia sẻ với tất cả mọi người. Chị ơi có được ra ngoài không? Nếu muốn ra ngoài á, thì mình phải nói với lại chaperone của mình để mà cho ban tổ chức biết là mình đang ở đâu, để mà mọi người không có lo. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì thực ra Phương Anh cũng, thứ nhất là mình không có nhu cầu ra ngoài cho lắm, mình cũng hơi, mình sợ làm phiền ban tổ chức.
Và mình thứ hai là mình cũng không có cần mua cái gì hết, tại vì là ekip đã chuẩn bị cho mình rất là đủ rồi. Bây giờ chắc Phương Anh xin phép tắt livestream để mà mình chuẩn bị đi tẩy trang và gội đầu nữa mọi người ơi. Bây giờ là 9:30 rồi và ngày mai chắc mình sẽ phải dậy rất là sớm để mà chuẩn bị cho hành trình ngày mai. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi livestream này của Phương Anh, và mong là mọi người sẽ vote cho Phương Anh và cũng như là tất cả các đại diện tại cuộc thi Miss International bằng cách là tải ứng dụng Miss International trên điện thoại về, và chúng ta sẽ vote cho đại diện mình yêu thích. Và ba đại diện có số lượt vote cao nhất ở mỗi châu lục sẽ được một suất vào trong top 15. Và mong là mọi người sẽ ủng hộ Phương Anh bằng cách vote cho Phương Anh nha cả nhà. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Love you. Bye bye mọi người nha. Bye bye.